Ôi bà năm bóng một thời già, phải nói một thời hoàng kim. Lắm cái kiếm người tìm bà để được nên nó cuộc đời này. Màu giàu như ký sinh trùng nói những lời ngọt tai. Đâu ai biết trước cô thế ra làm sao, đâu ai biết trước bà ngã như thế nào. Những lời ngọt tai lúc xưa không còn nữa, lại cười há hê. Thế giới có 7 tỷ người nhưng có 14 tỷ khuôn mặt. Làm cái gì vậy, làm cái gì vậy, làm vậy coi được không? Nè, đó, bà cứ làm cái gì vậy? Bao nhiêu khách khứa người ta chờ đợi, cứ đứng đây trang điểm, điệu hạnh, tụt tức quá đi thiệt á. Hết một hồn luôn á. Chụp mình nè, cái gì vậy? Cái gì bà cũng biết hết á, biết trang điểm, là biết làm đẹp, chỉ có không biết điều thôi à. Cái gì nữa? Bà làm tôi tới trong cái quán này mà bà không biết lo cho khách, bà đứng bà cứ làm những cái hành động tôi không chấp nhận được. Tôi trang điểm cho đẹp cái mặt tôi, thành ra đẹp cái mặt quán. Còn cái mặt bà không bao giờ đẹp nổi, bà hiểu không? Không biết cái gì hết trơn á. Đừng có ăn nói như vậy, bây giờ làm ơn đi qua bên kia tiếp khách giùm tôi, nhanh lên. Làm Cúc Lan Cáp Linh. Bà không có biết điều đâu. La bài hải không còn biết nguyên nhân cớ sự làm sao hết hả? Tôi trang điểm là có lý do. Lý do gì má? Phải ở không đâu mà ngồi trang điểm hoài mỗi ngày. Trời ơi, bữa nay không có đẹp không có được bà ơi. Bữa nay á là có người của công ty nghệ sĩ Ghiêu Lê qua đây đó. Nghệ sĩ Ghiêu Lê hả? Ừ. Là Quýnh Phấn lẹ đi. Là ca sĩ hả? Ừ. Ê, thiệt không bà? Thiệt không? Thiệt. Trời, mà qua đây làm cái gì? Trời ơi, qua đây tìm cái chỗ quay phim đó, bữa tôi nói rồi mà. Hôm bữa bà nói ca sĩ, tôi đâu có biết, tôi không có quan tâm. Trời ơi, cái tính tôi không quan tâm đến nghệ sĩ, bà hiểu không? Qua đây nè, coi cái quán cổ giống vậy, hiểu không? Người ta đang từ cái bối cảnh giống vậy. Nếu người ta buồn quá mình, người ta quay phim. Chắc gì tôi cho. Gì vậy, sao cho? Tại vì quán của tôi nổi tiếng lắm. Không phải muốn vô là vô đâu, không phải muốn quay là quay đâu. Khùng quá, quán có nổi cỡ nào mà người ta quay vô còn nổi hơn, bà hiểu không? Khách người ta tìm tới quán mình nhiều nữa. Ừ rồi thôi biết rồi, thì bây giờ khi nào người ta tới đi rồi tính. Bây giờ tôi lại mà bà dậm nãy giờ nát cái mặt rồi, bây giờ bà ra bà tính tiền giùm tôi đi. Người ta kêu nãy giờ tôi quỳ tôi lại và tôi xin bà. Phức quá đi chứ. Dạ rồi mình đúng gì ạ? Dạ. Cô ơi cho hỏi đây có phải là quán của bà Năm Bóng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ đây có rất là nhiều. Con là trợ lý của ca sĩ Ghiêu Lê. Trời! Ghiêu Lê hả? Trời ơi mọi người ơi, trời ơi, trời lâu lắm rồi nè. Chờ bao nhiêu ngày luôn gì mới tới đúng không? Ghiêu Lê đúng không? Trời ơi, trời mê lắm, mê lắm. Quay phim đúng không? Rồi, cái quán này cho quay nha, đợi chút xíu. Bà Năm ơi, tiếp khách bà Năm. Đang lên cái con này. Ơi, từ từ bình tĩnh đi. Máu lên. Đây là bà Năm, đây là bà Lam xinh đẹp chủ quán. Dạ, chào mình nè. Cậu là cái gì mà bên ca sĩ Ghiêu Lê mà hồi nãy bà nói với tôi đúng không? Đúng rồi. Cô ơi, con đang muốn tìm bối cảnh để quay chương trình nè. Quay phim, quay chương trình nữa. Thật ra thì tôi không có thích nghệ sĩ thì lắm. Không, nhưng mà đối với Ghiêu Lê thì coi như là một cái gì đó rất là may mắn, nên là tôi đồng ý, coi như là tại vì hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt. Thôi đúng rồi, quay phim ở đây nha. Nhưng mà cho tôi hỏi một câu là không biết là Ghiêu Lê đâu rồi ta? Mấy quay đâu rồi? Quay liền đi, cô sẵn sàng rồi nha. Mình cũng chiến cái rồi là cô diễn liền luôn á, cô xuất sắc luôn, cô đẹp sẵn luôn rồi đó. Dạ thưa cô chưa à, bữa nay con chỉ tới để khảo sát thôi. Trời ơi, còn khảo sát nữa bà. Vô phòng đi, muốn khảo gì khảo lẹ cô nè. Nè, bà cứ làm cái gì vậy? Người ta muốn khảo tôi mà. Không, người ta muốn khảo sát cái quán này. Nhưng mà nói nghe nè, tới quán bà Năm Bóng thì cứ tới rồi ăn được, ăn quay được, quay chứ làm gì mà cần gì phải khảo sát, đúng không bà? Kêu người ta quay liền luôn đi, mới vui luôn á. Kêu Ghiêu Lê tới đây gặp tôi nói chuyện, tôi không có thích nghệ sĩ đâu. Dạ cô ơi, con biết là quán mình nổi tiếng với món cá bóng á. Đúng luôn. Nhưng mà trong kịch bản của tụi con á là có phải có thêm món bò. Không biết là quán mình có món bò không à? Quay cá bóng đi. Cá bóng ta nổi tiếng quay đi. Hiểu không? Quay nổi tiếng ngon lắm mà còn đẹp nữa, trang trí đẹp luôn. Nha, quay cá bóng nha. Dạ không được. Không được hả? Phải bò mới được hả? Dạ. Trời xui ghê á bà. Vậy thôi mới mà tìm quán bò á, cô chỉ quán cái bên đẹp lắm cho quay luôn nha. Bà có điên không? Bà làm cái gì vậy? Ai nói với bà quán tôi không có bò?
có đầy đủ hết tất cả nha con. Có cá bóng, có bò và những loại lương thực khác. Yên tâm, bà đi theo tôi vô đây tôi cho bà thấy bò. Đi, đi vô đây, bà Lam. Chán bà ghê luôn á, thiệt á. Bà làm cái gì vậy? Đi đứng bình thường không được hay sao? Lôi đi sạch sạch vậy. Chứ bà làm cái gì bà cứ rầm rầm đồ đồ trong cái quán của tụi tôi khó chịu ghê luôn á. Hỏi chút đắm tay lôi đi, đắm tay lôi đi. Ai mà kịp chuẩn bị cái gì? Tại vì có vấn đề. Gì? Đây, đã có tủ lạnh Samsung với chức năng ngăn đông mềm, phải không? Đồ ăn lấy ra, không có cần phải đã đông. Mình vẫn ăn được. Ngon lắm, tươi ngon. Trời ơi. Bà quê mùa gần chết sao biết cái tủ lạnh xịn vậy trời. Nói như vậy không hay đâu. Hay gì? Một cái bạc tai đó. Sao biết mấy cái này hay vậy nè? Thằng Phi. Thằng Phi. Trời ơi, dễ thương giỏi. Thằng Phi nó chỉ cho tôi bà ơi. Trời ơi, tôi không ngờ luôn nha, thằng Phi nó quá giỏi. Nó chỉ tôi hết. Chứ không phải như bà, làm công ăn lương mà không hề biết một cái gì trong cái quán này. Ủa, mẹ nó nghe chứ, cái tủ đông cũ đâu rồi? Cái tủ đông cũ đâu đó trong cái quán này nè. À, vẫn nằm dưới bếp á hả? Ê, rảnh không? Vô nằm chơi không? Không. Không muốn vô đó nằm chơi thì đừng có ăn nói với tôi như vậy nha. Trời đất ơi, cứ làm cái gì vậy? Hết hồn mà. Xin lỗi cô Năm. Đừng có làm cái mặt đó nữa. Ghê quá đi. Ủa cô Năm, con thắc mắc lắm luôn. Ngày xưa cô Năm làm cá thì người ta gọi là cô Năm bóng, nghe cũng được đi. Mà giờ tự nhiên đi làm cái này kêu cô Năm bò. Nghe nó ngu ngu mà nó nhai đi nhai lại làm sao? Tao nhai đầu mày á. Mấy cô Năm nhai cái trái cà tím này đi, cho nó đẹp da. Dạ, mình đợi chút xíu nha, có liền luôn nha. Trong thời gian vừa rồi em hát cho nghe nha. Chị người ta chim hót gọi em đi với mùa xuân. Bà đừng chi lắm lo gọi em tung tăng sơ hè. Đang không dám ra cầu nhảy chém em đi kiếm tìm. Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em không dám đâu. Không dám đâu. Em không dám nhờ bà không dám đó. Có mà ăn rồi. Dạ đây, món bò của mình có rồi. Giờ mời quý khách dùng thử à. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn bà. Khi có tôi câu giờ trong mỏi trưa hả? Không, tôi không có vô trúng ngay cái đoạn mà đá bóng với đá cầu á, tôi sợ bể cái dĩa. Trời ơi, lúc nào có tôi bà cũng thấy không? Tôi làm được hết luôn á, tôi cân tiệm luôn á. Dạ rồi, đúng chưa? Bà thấy hay không? Quán bà Năm bóng không chỉ có cá bóng mà còn có luôn cá bò nữa. Tôi tặng bà một câu. Hả, câu gì? Đừng bao giờ xem thường người khác. Và mình mua dâu. Mày tu rên tu râu bó bà thân nhì. Tôi cạo râu à. Mà dạ, mời khách dùng à. Ngon không? Trời ơi, người ta chưa ăn luôn mà. Chưa ăn hả? Mà cứ làm cái gì vậy? Thở dài bà. Tuyệt vời. Đúng là bà Năm bóng. Đừng bắn bi nữa, đừng bắn bi. Mình lớn rồi. Tôi bắn bà đó. Lần này chương trình của Gil Lê chắc chắn phải được quay ở quán mình. Yeah. Và trong ngày mai Gil Lê sẽ đến đây để ăn thử món. Thật ra thì Gil Lê muốn quay hay muốn làm cái gì thì cứ tới. Không có nhất thiết mà phải trịnh trọng như vậy đâu. Tôi cảm thấy nó không cần thiết đó. Rồi. Bữa sau cứ dẫn Gil Lê tới nha. Bà làm tiếp nha, tại vì tôi không thích nghệ sĩ. Dạ, thôi mình cứ ăn đi, mình ăn đi em hát tiếp cho mình nghe nha. Trời ơi, ngày xưa ai lá ngọc cành vàng.
ngon quá. Mẹ. Gì? Trời đất ơi. Cho con hỏi nè. Cái gì đâu mà sớm xa. Cái gì? Mẹ, hả? Nói thiệt là ca sĩ Kiều Lê sẽ tới quay chương trình ở quán mình không mẹ? Đúng, nhưng mà mẹ không quan tâm lắm. Mấy đứa nhỏ mà. Trời, không có phải nhỏ đâu mẹ. Ca sĩ Kiều Lê nổi tiếng lắm luôn á. Vừa đẹp nè, rồi vừa hát hay nữa. Mẹ có nghe bài mới chưa? Cái bài mà người mình yêu chưa chắc đã yêu mình á. Mẹ nghe chưa? Hay quá trời, có gì biết hết á. Nói chung mà tôi không quan tâm, nhưng mà tôi thấy cái tên nó kỳ cục lắm. Cái tên tay không tay mà ta không ta, tự nhiên không gì ghiêu lê ghiêu lễ gì. Ví dụ như mẹ đi, năm bóng. Bóng là cái nghề gia truyền của mình, thấy không? Những cái sự tinh túy của gia đình mình ghép với cái tên của mẹ là ra năm bóng, thấy không? Nó có ý nghĩa đàng hoàng. Còn mẹ đặt tên cho con là Kim Ngọc. Ngọc là con là một viên ngọc khổng lồ trong lòng của mẹ. Còn Kim đây vàng đó, mà con còn là một cục vàng bự chảng ở trong lòng mẹ nữa, hiểu không? Chứ ghiêu tự nhiên tên nghe nó khó chịu lắm con ơi. Thôi không phải đâu, cái đó chỉ là cái nickname của người ta thôi à. Khi mà làm ca sĩ thì người ta sẽ có một cái nghệ danh riêng của người ta, hiểu không? Không hiểu. Nghệ sĩ, ca sĩ hay bất cứ một công việc nào cũng có nghệ danh. Mẹ cũng có nghệ danh nè, năm bóng, thấy không? Là cũng là cái công việc nó gắn liền với cái tên của mình. Tại sao bé nó làm ca sĩ vậy? Sao nó không đặt là ca lê, hát lê hay là múa ba lê, hiểu không? Nó phải có cái gì đó dần điệu. Chờ còn mẹ thấy cái tên vậy là mẹ không có chấp nhận được con ơi. Ôi kỳ lắm, trời ơi, mẹ không hiểu gì hết trơn á. Tại vì cái tên thật của người ta là Lê Thanh Trúc. Lê là cái họ thôi. Cái gì cũng biết hết nè, tên thiệt của người ta cũng biết luôn hà. Thôi tôi mệt mỏi quá. Nói chung mẹ nhắc lại là mẹ không quan tâm. Ủa? Ôi, bài mới của ca sĩ Diêu Lê. Ủa sao mẹ nói mẹ không quan tâm mà? Mẹ, con đừng có hỏi mẹ như vậy. Cái bài này mẹ không hề biết. Chưa bao giờ mẹ muốn biết. Chắc là mẹ không biết gì luôn. Chắc là mẹ nghĩ là do là cái vũ trụ nó gửi thông tin xuống, nó đi qua một cái lớp tầng ozone, xong cái nó bị gặp một số vấn đề về kinh khí cầu, cái nó xé mây ra, cái nó nhiễu sóng, nó nhiễu sóng điện thoại, đúng rồi, nó nhiễu sóng điện thoại, nên mẹ nghĩ là bây giờ nó đang ảnh hưởng gì cái hệ phần mềm ở trong cái điện thoại này. Mẹ không biết gì hết á. Mẹ đang tình nghi, đây không phải là sóng điện thoại nữa. Ủa, gì nó là sóng gì? Sóng siêu âm. Tôi nói chung là... Trời ơi, im đi, tôi bắt máy nè. Alo, rồi, biết rồi, ra liền nè. Bà Satan gọi, thôi mày đi chợ nha, thôi không có nói chuyện nữa. Trời, cái nước này ngon quá, mày mang đi uống luôn. Bye bye. Ủa, sóng điện thoại, sóng siêu âm. Biết gì không? Cái quán của bà Năm Bóng á, sắp sửa có ca sĩ Gula tới. Gula là ai? Gula là la gu đó. Ghiêu Lê. Ghiêu Lê. Ghiêu Lê. Ủa biết luôn hả? Trời ơi, nổi tiếng lắm. Ủa ca sĩ đó nổi tiếng lắm rồi. Nổi tiếng lắm rồi. Biết gì hả? Sao có ca sĩ đến hả? Ca sĩ nổi tiếng luôn. Ai? Ghiêu Lê. Ghiêu Lê là ai trời? Trời bởi vì cái mặt của mình nói ca sĩ nổi tiếng mà không biết ai hết trơn, quê mùa dễ sợ. Quê quá. Trời đất ơi, thì tôi quanh năm suốt tháng ở đây thì biết vậy là mừng lắm rồi. Thì đó, thì bây giờ bên quán của bà Năm Bóng á là có ca sĩ nổi tiếng tới quay là dạo này nha, là sắp tới nè. Bà nổi tiếng rồi, mặt bà chảnh mày coi. Không biết ca sĩ Gu Lê La Gu gì đó, ở ngoài không biết người ta có phát hào quang không em? Hào quang gì không biết gì hết trơn á. Ca sĩ, nghệ sĩ người ta có một cái giống như là một cái thần thái gì ngộ lắm, giống như là một cái loại, một cái con mà không phải thú giống... hay gì mà tự nhiên con cái loại mẹ không biết gì hết trơn. Để ta nói giống như là trội, người ta đẹp, người sang trọng, người ta thơm lắm. Ủa tào lao sao hả? Thử gì biết thơm, đâu có cần phải hửi mày. Trời ơi, chỉ cần thấy người ta trên tivi người ta đẹp là người ta thơm, đúng không? Đúng rồi, mày quê mùa lắm, mẹ không biết gì đâu mày ơi. Nè, ở đây cũng thơm nè. Cũng đẹp nè. Tanh cá muốn chết à. Làm nghệ sĩ được không? Mày tanh muốn chết, nghệ sĩ gì? Tao nè, chưa tới được nghệ sĩ làm gì tới cửa tới mày. Mày cũng sĩ á. Mày cũng sĩ. Ôi trời, làm gì với mày? Bà Tanh. Gì? Làm chung với nhau 7 năm trời, nói được câu ra hồn mới nghe. Sao? Dạ. Em làm nghệ sĩ được không? Trời. Sĩ gì? Tôi biết khác à nghe. Tôi biết hát nghe. Hát gì? Ca 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 ca.
Bác vợ im đi, hát cho bật nghe. Bông 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 bông. Vệ sĩ gì? Mày là vô liêm sĩ. Nè nè nè, ăn nói đàng hoàng nha. Ăn nói vậy sao làm việc được chung được? Ta ca sĩ người ta sạch sẽ, thơm tho, sang trọng. Mày thu quắc. Thì nó lên TV nó vậy thôi, ai biết ở ngoài nó làm sao. Trời ơi, nghệ sĩ là phải thơm, nghệ sĩ là phải đẹp. Thôi thôi mệt quá, làm việc đi, làm việc đi. Định làm vô phạm hả con? Mất cửa cho mày làm vô phạm mà. Trời. Gì vậy? Mệt mỏi. Bà Tâm, bà Tâm, nó nghe nè. Chuẩn bị cá cho tôi ngày mai chưa? Bà kêu ai vậy? Tôi kêu bà, tôi kêu bà Tanh. Ủa? Tôi có tên tuổi đàng hoàng, tôi không tên Tanh. Chị Sa Tanh. Dễ thương. Đó, kêu vậy là đúng. Được chưa? Dễ thương không? Ghét quá, ý trời ơi, thương quá à. Nửng miếng coi. Gì vậy? Cái sách nổi tiếng rồi vậy bà quay. Nổi tiếng quá rồi ghét. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, sắp nổi tiếng con kìa, lỗ mũi ba kìa quá trời bự luôn. Đẹp tiếng, ra ha. Nổi tiếng cái gì? Nổi tiếng ca sĩ á. Xạo hoài. Ca sĩ tư quán bà quay đó. Ừ. Gì đó. À, ca sĩ Kiêu Lê đúng không? Đúng rồi. Còn giống nữa. Có thiệt đó bà. Ca sĩ Kiêu Lê ghé quán bà Năm Bóng để quay chương trình. Đúng rồi. Ôi, sắp nổi tiếng nha. Sao vậy? Gì hả? Bà bị cái gì chích ngứa hả? Đâu có. Chứ sao bà đứng không yên? Thì tôi đang chia sẻ là ca sĩ tới, nhưng mà thật sự tôi nói thẳng luôn, tên này thân tình lắm mới chia sẻ là tôi không quan tâm nghệ sĩ. Nghệ sĩ bao nhiêu người tới rồi, trước Kiêu Lê rất nhiều nghệ sĩ tới để mà thuê quán bà Năm Bóng để quay, tôi không đồng ý. Trời ơi, nghệ sĩ xếp hàng dài trước quán tôi vô xin cái bối cảnh để quay. Tôi nói nè, tôi quay thẳng mặt vào đây, tôi nói không. Hát bài không hả? Không, tôi nói tôi làm như vậy, nghệ sĩ tự giác đi về. Tôi không quan tâm nghệ sĩ là cái gì. Nghệ sĩ cũng là con người thôi bà ơi. Xạo quá. Xạo ơi là xạo rồi đó. Trời, tôi muốn tán mặt ghê vậy đó. Cảm nghệ gì? Sĩ người ta nổi tiếng tới quán bà quay mà bà làm giọng chảnh chẹ vậy đó. Không hả? Tôi nói thì tôi không có quan tâm. Cái lý do tại sao mà Kiêu Lê được quay ở quán tôi. Được là, quay luôn. Đúng, là tại vì trời. Ngày hôm đó nó vô mà ngay cái lúc là cái khớp cổ tôi đang bị mỏi, hiểu không? Cái nè, cái nó vô nó hỏi là cô Năm Bóng ơi, cho con mượn quay được không? Cái lúc mà tôi mỏi cổ quá tôi gục xuống vậy. Đó. Là nó tưởng là tôi đồng ý. Mà bây giờ mình người lớn, không lẽ gì mình lỡ mình gật đầu vậy rồi tin ngay Lý Giang, không lẽ gì mình nói không được. Thì kỳ, tôi cho vô luôn chứ tôi không quan tâm lắm. Nó nghe nè, chị nói nghe nè. Bây giờ có cái vụ này nè, tại vì chị nói chung đơn. Thôi đi bà, Bóng. Sao nữa? Tuổi thiếu thời. À, thợ thiếu thời của chúng ta. Của chúng ta, nhớ không? Mình làm ăn với nhau 7 năm rồi. Nhớ chứ. Mài mãi. Mài mãi đúng không? Nhưng mà chắc chắn khắc cốt ghi tâm. Dũng biết. Tuần sau Dũng free cả hết. Mẹ phí bao lâu? Một tháng. Trời ơi, sạc nghiệp luôn. Nhà của Dũng có thể thoải mái bình thường, không cần qua bà Đẹp lấy cá gì hết trơn. Dũng cho hết. Cho hết một tháng thoải mái. Để làm gì mới được chứ. Không cần gì hết. Chỉ có một xíu thôi. Ủa, xíu gì? Là có điều kiện hả? Không, nhờ điều kiện này là trong tầm tay của Bóng luôn. Trong khả năng. Trong tầm tay và khả năng của Bóng. Ừ. Bóng tin là Bóng làm được. Sao? Ngày mai đó. Quay Lagu. Kiêu Lê chứ phải Lagu. Kiêu Lê. Tên khó kêu quá. Lê Thanh Trúc. Ủa, tên vậy Trúc. Đi. Tên cuốn cơm của con bé. Rồi, ok. Rồi, mai quen Trúc á. À. Bóng. Xẹt vô. À. Dũng trời lớn. Ok. Ủa chi được. Vậy? Quảng cáo giùm nó đó. Ủa là mình cứ Dũng trà lớn kiểu rapper đúng vậy rồi. Hả? Dũng trà lớn. Mà làm vậy nó bị lộ lắm. Không lộ liễu đúng không bạn? Thôi làm đi cho dưới quê người ta biết em. Nè, thôi mẹ ơi, mày làm vậy lộ quá. Năm Bóng chị nói nghe nè. Sao chị? Bữa đó chị không có cần phải lấy tận mặt chị. Là có chị luôn. Bây giờ để chị nói chị đi nè. Giống như là cá nào giờ giao lấy tiền không, giờ chị phi cá mà phi ship luôn. Thiệt không đó. Nè, làm ăn vậy là hơi bị phá giá nha. Ủa, mày làm cái chuyện của mày, tao làm cái chuyện của tao đúng không? Tao đâu có dính líu gì tới mày. Đó, cái bữa đó cái cưng cho chị xẹt qua xẹt lại vậy nè. Nói chung không thấy mặt chị cũng được. À, là chị cứ dập dìu qua khỏi màn hình vậy đó hả? Ờ, cái xong cái nhờ Lagu á. Kiêu Lê. Hả? Thanh Trúc. Trần Cung Trúc á, Trúc á. Trúc. À, nói vậy nè. Cá sa tanh, cá sa tanh, cá sa tanh, cá sa tanh. Cái đó biểu tình. Không được.
Mình nói nhỏ nhẹ. Nói chung là tôi hiểu ý hai người rồi. Hiểu chưa? Bây giờ tôi sẽ ráng tôi ghi nhận, hiểu không? Rồi tôi tìm cách tôi nhét vô cho. Chị em mà. Biết rồi. Nhớ nha. Nè, bây giờ á, không có cần gì chứ. Phải muốn là cũng được, miễn cho tôi bả lên TV. Xong. Nhưng mà nhớ là mấy cái cá này là coi như là miễn phí hết đó nha. Phí mà, ta nói phí. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lấy bay. Cái gì quá, mình sắp nổi tiếng làm tơm luôn á. Ôi. Đi đó. Rồi nhớ rồi chưa bóng? Biết rồi, vậy nha. Rồi. Ủa quỷ sứ, xô bả coi kìa. Đi thì ghét quá chị ơi. Thiệt tao đâu có ưa đâu, tại vì có cái vụ mà quay phim để mình quảng cáo chung đó, biết không, đặng mình nổi tiếng đây chứ ai ưa bả, đúng không mày? Em có ưa đâu. Đàn bà con gái gì hả mà giống như đàn ông vậy? Cái thái cổ của bả còn con của em. Đẹp. Mày sao tìm được quán này vậy? Dạ, quán nổi tiếng lắm. Vậy hả? Dạ. Nếu mà được thì tuần này mình quay cá bóng. Dạ. Quay chủ đề chung xong rồi cái gì? Sĩ, không biết là quý nghệ sĩ đã đường xa xa xôi, trắc trở nắng mưa không quản ngại để đến đây cùng với lại restaurants của chúng tôi để mà có thể có những cái bữa ăn rất là tuyệt vời và hảo hạng. Không biết là quý nghệ sĩ có đang nghe qua cô Lam và Ngọc và cô ơi, hôm nay kêu tới đây là để gặp bà Năm để ăn thử món cá bóng của bà Năm. Không cần phải nói nữa. Năm là một cái con nhỏ mà tôi tớ được làm đầy sủng ái nhất trong cái cả cái tiệm ăn này. Và đợi chút xíu, Lam và Ngọc sẽ kêu con Năm nó ra liền. Năm à! Năm! Five! Ghiêu 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 ghiêu. Ghiêu nhà ở đâu vậy? Cứ tới lui trong tim Năm chẳng nhớ đường về ơi. Cứ khiến cho Năm ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Ghiêu ghiêu. Ủa đúng đẹp không vậy? Đúng mà. Sao? Kỳ quá vậy? Bữa trước thấy cũng được mà bữa nay sao kỳ kỳ. Kỳ quá. Có làm ăn được cái gì không? Cái gì hả? Ăn bữa kêu gì đây? Hả? Đứa kêu gì đây? Có khách không hả? Đập trên khùng đi gì vậy? Đang quá. Đi nó kêu gì vậy? Đi nó kêu gì? Tôi ăn mặc như vậy là để tôi tạo được một cái sự ấn tượng dành cho nghệ sĩ, để nghệ sĩ tới đây để mà nghệ sĩ cảm thấy thoải mái và thích thú. Người ta đi ăn phải đi coi xiếc mà làm cái trò khùng trò điên vậy? Trời ơi, thì tới rồi còn phục vụ văn nghệ nữa, nó ghiêu ghiêu. Thôi đi. Dạ, thưa quý nghệ sĩ. Tôi không thích nghệ sĩ đâu nha. Chắc không bán đâu hả? Dạ có bán, dạ có bán ha. Dạ cứ ngồi, cứ ngồi, cứ ngồi. Dạ không sao hết nha. Dạ giữ quyết nội bộ chút xíu. Nghệ sĩ người ta ngồi ngay đó kêu thích người ta làm sao hả? Người ta nghe thì làm sao? Tôi không có thích, nói chung là tôi cũng thấy bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà nghệ sĩ mà đã có lòng tới rồi thì tôi sẵn sàng tôi tiếp. Dạ, dạ thưa. Dạ. À, dạ, thôi tôi cũng giới thiệu. À, dạ con là Gil Lê. Hôm nay là định tới đây ăn thử. À, Gil Lê, Gil Lê là tới đây. À, Gil Lê vừa rồi ra một ca khúc mang tên là Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Đúng rồi, đúng rồi. Lam, bình tĩnh đi, đừng có kích động. Nghệ sĩ cũng là con người thôi mà.
Chắc chắn là lần này Gil Lê tới với quán bà Năm Bóng để thuê chỗ này quay phần 2. Mang tên là người mình ăn chưa chắc đã ăn mình. Cái gì? Ai ăn ai? Dạ không có đâu, tới đây ăn thử quay thực ra là tới đây có đúng là muốn quay thiệt. Dạ. Nhưng mà là quay về đồ ăn. Nghe nói là cá bóng ở đây ngon lắm. Dạ. Tại nếu được thì mình sẽ quay một chương trình ẩm thực ở đây, không biết là có ổn không à. Quán này sẵn sàng luôn á, sẵn sàng cho Gil Lê mượn hết cái quán này luôn, cho luôn cái quán này cũng được nữa. Quay một ngày, hai ngày, quay sáng ngày tối đêm, cho mượn luôn cái quán này cũng được luôn. Quán này bạo lực quá ha. Mày tao mày tớ, bà không có tư cách gì để nói là bà cho người ta quay hay không. Cứ nói cái gì vậy, nhăn cụi. Tiếp chuyện tiếp đi. Chứ dạ. Không có thích nghệ sĩ. Chú Duyên quá. Thì sẽ cứ đứng ở đó mà bảo nó không thích là không thích sao. Kệ kệ không sao đó, cái lương của tôi vậy thôi. Khùng á. Dạ. Bây giờ mình muốn thử món cá bóng đúng không ta? Dạ cá bóng phải không ạ? À? Ở đây nổi tiếng với món đó đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn thử một phần đó. À dạ con, vô lấy đi con. Ra tiếp khách mau. Con nào? Con á. Đi chưa? Nào. Dạ thưa quý nghệ sĩ, cái cô bé giúp này nè, cô vui tính dữ lắm. Và ở trong bếp suốt ngày cho nên là cái đầu óc có hơi không bình thường chút xíu. Quý nghệ sĩ thông cảm đợi chút xíu nha. Trong thời gian chờ đợi bây giờ em hát phục vụ văn nghệ cho quý nghệ sĩ. Nhưng quý nghệ sĩ dạ, chi chích bông bé theo teo đứa hay nhèo. Từ cành nạp tăng cành mười. Chi chích bông bé theo. Đổ bể. Gì bự vậy? Ủa bà? Gì vậy? Gì vậy? Về nữa cái nồi cá bóng khô tiêu nó có chút xíu à. Bà làm gì nguyên cái mâm cái gì mà hải sản rồi mực rồi tôm rồi cua rồi gà. Rồi nguyên đóng tôm càng vậy bà tính ta cái gì này nhiêu tiền. Bà định ăn chặn ta 10 triệu đúng không? Trời ơi nghệ sĩ mình lên báo nó chết bà nha. Đúng rồi, gọi có cá bóng không à? Dạ đừng xíu. Tại vì tôi không thích nghệ sĩ nên tôi cho dằn mặt ăn cho bỏ tức. Mày bị điên hả? Gì má? Cái trò người ta là sao? Mày có bị khùng không? Chi tiêu trong nhà hàng tôi nắm hết mà, hiểu không? Bình thường bà keo ơi là keo luôn, hay không? Khách thiếu 1.000 mà cũng không chịu. Bây giờ cho người ta nguyên cái mâm là sao? 10 triệu đồng hả? Bao nhiêu tiền tôm càng không vậy? Tắt 10 mấy triệu quá à. Mày nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy là cái gì vậy? Cái này là cái chuyện của tôi không có thích vậy đó. Tôi cho ăn vậy đó được không? Rồi sao? Tôi là chủ mà. Ủa bình thường là tiệm mình là cái phần nó cũng bự vậy luôn hả? Dạ cái phần của tiệm dạ, mình thường thường á thì khách là chỉ là nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà tại vì ngày hôm nay là Gil Lê vô đúng với cái khung giờ khuyến mãi của quán à. Cái khung giờ flash. Cho con phần giống vậy luôn nha. Hết rồi. Mà 2 giây à. Dạ mà mình dùng mà. 2 giây cảm ơn. Thơm quá. Dạ đối với nghệ sĩ cứ dùng tự nhiên thoải mái xong rồi. Dạ xong rồi cho quán em nhận xét nha. Dạ dạ. Thôi. Muốn chụp hình hả? Thôi nếu chụp hình thì mình chụp tấm kỷ niệm cũng được. Để lúc ăn sợ không tiện lắm. Dạ dạ không cần ạ. Chụp đi. Không tôi không thích nghệ sĩ, tôi không chụp hình. Nãy giờ tôi đang đọc tin tức mà. Tin tức sẽ để màn hình ngang dọc. Nãy nó ngang à, thôi không chụp thì thôi. Dạ chụp. Chụp chứ. Dạ coi như là ngày hôm nay là Gil Lê năn nỉ lắm tôi mới chụp. Chứ hồi đó giờ là trong cái quán này bao nhiêu người tẻ đi. Tôi đang ăn mà cứ nói hoài. Chụp sao cho người ta ăn mau lên hiểu không? Cứ nói hoài người ta mất. Nè, điện thoại tôi nha. Chị vô lẹ. Chụp ba cái trang chụp. Bà là con hay thằng? Con. À, chết cha thằng chụp. Chụp ba chết cha con chụp tôi mới chết. Đúng. Chụp lẹ để người ta ăn. Trời ơi, gì vậy? Con thì vô cái lỗ mũi rồi. Gì vậy? Vô cái lỗ mũi. Chụp lại. Trời ơi, tôi dễ thương này kêu chứ tôi sao bà nhòe căm vậy? Trời đất ơi, bực mình quá. Đừng cho cố mà ăn vô. Đứng đây. Bà lấn tôi nha. Đứng đây. À, xin lỗi Gil Lê. Bà chụp lại cho tôi với kêu chứ hả? Để cho ta ăn nữa. Để đứng lên cho dễ chụp. À, không cần. Nghệ sĩ người ta lúc nào cũng ngồi, người ta chỉnh trọng lắm. Để tôi. Ôi ơi. Trời đất ơi, vậy luôn hả? Thôi, cũng được. Vậy rồi mình vô này nha. Cười nè, cười tươi nè. 1, 2. Vậy? Ê cái nắp nhiều thơm ghê. Vô gì vô khùng đi mà trợn. Hả? Khùng đi mà trợn hả? Bà. Đứng dậy. Chụp không? Chụp. Đàng hoàng. Đàng hoàng. Dạ rồi, tôi đàng hoàng nè. 2, 3. Đẹp dễ sợ. Đẹp không? Đẹp. Ủa?
Lệ tôi, không có thấy mặt cô. Ủa tôi đâu bà? Cái màn hình nhỏ chụp cái người dễ thương đấy, con bự bự này bỏ nó luôn. Hát đã dễ thương chưa? Dính có cái nơ chút xíu là được rồi, là biết có người rồi. Chụp lại. Hết pin. Hết pin rồi. Ông chưa sạc đáng chịu, đi vô. Cho người ta ăn, nào. Dạ mình cứ ăn tiếp nha, mình cứ dùng bữa tiếp ạ. Dạ, con này nó phiền ghê, nó phiền, thiệt là phiền. Ngon quá. Cá tươi hả? Cá bóng này chất lượng quá luôn á. Dạ đúng rồi. Vậy nếu được thì chắc cho thuê nha. Ole 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 ole. Dễ thương, có đặt số kêu luôn á. Đẹp gì mà đẹp dữ. Trời ơi, chú như coi hình Gule. Cái gì vậy? Phi ơi, làm đi. Phi ơi, con ơi, trả lương cho con để đi làm chứ không phải là đi chơi. Tụm năm tụm ba làm cái gì vậy con? Chuyện của mọi người đây, năm nay người ta chơi bời, người ta này kia thì con cứ ra ngoài đó con làm đi. Bao nhiêu là khách chưa được phục vụ kìa. Bao nhiêu là cá bóng chưa có nấu xong. Bao nhiêu là cơm chưa có đem lên cho khách. Bà nói nhiều. Ai trả lương cho nó? Bà. Vậy thì bà không có tư cách gì để bà nói cái chuyện là bà trả lương cho nó rồi bà sai vặt nó như vậy. Thế giờ có một lời nào cô nói là cô trả lương cho con không hả? Hả? Cô làm gì làm nó có nói nhưng gì mà đâu mà bà sai vặt nó, bà bắt nó làm này làm nọ. Thế tôi là người lớn, tôi ủy quyền, tôi sai cũng nết đi sao chứ? Trời ơi, bà làm như không có được. Chứ sao mới được? Nè, thọc một cái là bà không còn cái răng cháo nghe chưa? Đừng có ủy bà chủ cả, muốn đánh đập tôi tới sao cũng được. Tôi nói cho bà nghe, bà không ra bà làm thì bà nói với ai hả? Phi, đi ra tiếp khách. Chỗ mọi người ở đây là đang làm việc, đang coi để bình phẩm về nhan sắc của Gil Lê. Ủa, nhưng mà con phục vụ xong hết rồi, chỉ trừ cái bàn đó thôi. Trời ơi, bàn nào nữa? À là cái bàn đó đó hả? Đó, trời cái ơi, bàn. Trời ơi, coi đi. Người ta làm sao đi chứ. Bao nhiêu lâu nay, thấy không? Thay đổi cho nè. Đó, thấy không? Thay đổi cho bây giờ là coi như là mặc áo tập về khác, trang phục khác, tân tiến hơn. Dạ, không có, 3 năm rồi. Cái trang phục này vẫn còn cũ. Đâu, cái màu này màu mới đúng màu không? Mà. Không, ngày xưa là màu xanh. Đúng rồi. Nhưng mà bà đâu có chịu bỏ tiền ra mua bột giặt đâu. Con lấy bột cà phê con giặt luôn. Trời đất ơi, ôi giặt bột cà phê luôn. Sáng tạo hả? Không, giặt ra được. Bà làm đi. Chứ bây giờ nó nói là nó không phục vụ thì bà ra đi. Chủ cả ngồi đó cấu xuống này, coi hình người này, coi hình người kia. Không có biết làm cái gì trong quán hết trơn á. Cái gì cũng là tay cái đụng vô hết nè, bà thấy không? Tôi cực như là cái gì vậy đó. Bà xuống mà kiểm tra coi khách cần cái gì, bà phục vụ hỏi đi. Chán ghê luôn á, thiệt mà. Ra đường người ta hỏi ta không biết cái gì hết, phải là mang nhục hay không. Đi ra đường phục vụ người ta mau lên. Miếng cơm anh áo của mình thì mình làm đi. Ủa mà ở đây ai là chủ? Ba là chủ thì ba làm. Vậy sao ba không làm? Tôi là người giúp chứ tôi phải là người làm, bà hiểu không? Sao mà tôi làm được, khi nào người làm thì mới làm. Tôi giúp thì tôi muốn giúp thì giúp, tôi muốn thì thôi. Tức ghê luôn á, chưa bao giờ mà tôi tức như ngày hôm nay. Tôi thấy mà tôi tức. Đi vô lẹ đi. Rồi con này nữa, mày tới quán tao mày không ăn cái gì, mày cũng không kêu bất cứ một món gì là sao hả? Cái con... Ủa? Chị Nghi? Phải chị Nghi không? Chị Nghi? Trời ơi! Chị ơi, chị nhớ em không? Chị nhớ em không? Em! Chị nhớ em không? Nằm bóng. Dạ đúng rồi. Trời ơi, hôm nay trời ơi, chị đẹp quá nhìn. Thơm quá. Trời ơi, đúng là cái mùi phương Tây luôn. Em nghe là em biết liền à. Trời ơi, tay chân của chị mềm rồi. Sao vậy chị? Đâu có thân thiết gì đâu mà nắm níu. Thì đúng là không thân, nhưng mà mình cũng có quen biết nhau mà, đúng không chị Nghi? Mọi người chú ý, mọi người tập trung. Gì vậy má? Tôi có một thông báo muốn báo cho mọi người biết. Trời, cái cô này nè, cái cô này đã vô trong quán không ăn uống cái gì hết trơn á. Bây giờ khách khứa người ta đang ngồi ê hề, người ta ăn. Cô la ưng sùm bài hải lên, cái miệng cô bô vậy sao người ta ăn được tập trung được em quá. Cô la ưng sùm làm sao vậy hả? Cô muốn cái gì cô nói đi. Làm. Cái gì? Bà ồn nhất ở đây đó. Tôi không có ồn gì hết luôn, nãy giờ tôi không có ồn gì luôn á. Cô có sao cô muốn cái gì cô nói gì, cô nói đi. Tôi tán vào cái ít hầu bà liền. Để nha. Đi cho người ta nói cái gì kìa. Đi cho người ta nói. Bà nín luôn. Dạ. Tôi muốn nói cho mọi người nghe. Bà Năm Bóng thực sự là đàn ông, đúng chưa?
đúng nè ông chưa? Ha, hay chưa? Tôi nghi bà từ đó giờ rồi thấy không? Khách khứa đi ra vô cũng hỏi tôi hoàng, tôi không nhắc trả lời. Bây giờ có người lại bắt bớ bà rồi đúng không? Bà đàn ông đúng không? Bà giải dạy vô đây bà làm gì hả? Bà muốn gì? Bà muốn gì? Bà đừng có nói bà xâm chiếm gì tôi nha. Tôi nghi ngờ bà lắm nha. Bà muốn gì tôi mà nói đi. Nè, tôi đang dạy bà kìa, bà muốn gì? Im đi. Xui. Xui cho bà. Vừa lắm. Bà nín luôn. Tôi sao bàn vậy? Bà nắm bóng thực sự là kẻ cấp. Đúng rồi, chết rồi, lần này có người bắt bà rồi, còng đầu bà, cong cổ bà lên phường rồi ha. Gì vậy? Ngày nào thôi tôi nói quý vị nghe, bà cũng ăn cắp đồ của tôi hết trơn á ha. Bông tai, hộp xoàn, cà rá, nhẫn, đồ kim cương của tôi là bà lấy hết đó. Ngày nào ha tôi ra chợ đó, tôi mua cá mua thịt cho quán xong, tôi cũng phải ghé tìm đồ mũ tôi mua đồ ha, 5-10 ngàn cái ba cái đồ giả tôi đeo lên người nè để trấn lại, để không để che lấp đi những cái chỗ trống của những hộp xoàn bà ăn cắp của tôi. Bây giờ người ta lại bắt bà rồi, cong đầu bà lên phường rồi. Em đi. Mà đừng bắt quá tội nghiệp. Tôi muốn báo cho mọi người nghe, cái quán ăn mọi người đang ăn thật sự thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi. Đây là tài sản của gia đình tôi. Mẹ của bà Năm Bóng mở một nhà hàng rồi làm ăn thua lỗ, do đó mẹ tôi mới mua lại. Mẹ tôi thương tình, vậy mà mẹ con bà Năm Bóng bây giờ cướp lấy nó thì thành ra có phải là kẻ cắp không? Giấy tờ còn đây nè. Mẹ tôi là một người giàu có, thương người nên đã giúp đỡ gia đình bà ta. Đây là giấy tờ mẹ tôi để lại tài sản, đất đai. Một miếng nè, hai miếng nè, ba miếng nè, bốn miếng nè, năm miếng nè, sáu miếng nè, bảy miếng, tám, chín miếng nè. Nhưng tôi đem một miếng cho mọi người xem thôi. Không, không có đâu mọi người, không có. Không có gì đâu, mọi người đừng có quay. Biết sao, cái cô này nè, cái cô tôi chắc chắn với mọi người luôn nha. Là cái cô này ở đâu lại phá quán tụi tôi nè. Bà Năm Bóng đúng đúng là có bà có ăn cắp. Bà ăn cắp giặt linh tinh mấy cái đồ giả đi cho vui thôi. Chị em bạn gì ăn cắp với nhau vậy thôi. Chứ bà tuyệt đối không có làm cái chuyện động trời đâu. Nín đi, nói nhiều quá nín thở đó. Nè, cô kia, cô là ai mà tự nhiên đi vô quán nhà tôi rồi nói mẹ tôi là ăn cắp này nọ hả? Mẹ con của bà Năm Bóng đâu có vừa âm mưu đẩy cho tôi đi nước ngoài để ở nhà cướp đoạt tài sản của gia đình tôi. Bây giờ tôi biết rồi, tôi sẽ làm lớn chuyện. Ủa rồi bà là ai tự nhiên vô đây vu oan giá họa cho cô Năm của tôi vậy? Tôi nói thẳng với bà luôn, cô Năm của tôi sống dơ chứ không có sống nhục. Không, ý là sống nhục á là ăn cắp của người ta. Còn cô Năm của tôi là có sống dơ cái vụ mà Tết đó cô Năm. Cái vụ đó con không có đề bụng nha, mà cô Năm lì xì con có đúng một ngày thôi. Đúng là dơ luôn. Ôi, bà giờ thì ai cũng biết rồi, có khui bà ra nữa. Nhưng cái chuyện bà không ý là ăn cắp cô này. Nếu như mà mọi người không tin, có thể lại đây xem giấy tờ mẹ tôi để lại. Nếu như mà tôi không vô tình phát hiện ra tài sản này của mẹ tôi, chắc mẹ con của bà Năm Bóng đã lấy hết rồi. Hiển nhiên là tưởng là tài sản của chính mình. Không có đâu, cái cô này là chưa bao giờ tôi thấy ở quán tôi hết trơn á. Tôi chắc chắn cô này cũng là cô phá quán của tôi nè. Là mọi người quay lên là để mất khách đó, là cô này là cái đối thủ đó, hiểu không? Bà Năm bà nói cái gì đi, bà nói cho mọi người hiểu đi nè. Để mọi người quay bà công đăng đàn lên rồi mọi người ta hiểu lầm rồi không có khách tới quán là chết đó bà Năm. Đúng rồi, bà này tên là Nghi nè, là nghi phạm nè, là nó dối đúng không? Đúng rồi, Năm. Bà Năm, bà nói cho mọi người nghe đi bà Năm. Bà mẹ, Năm mẹ nói gì đi, để mọi người hiểu lầm mẹ là sao? Năm, bà Năm nói đi, sao bà nói hết đi. Nói cho bà nghe sự thật cô Năm. Nói đi cô Năm. Những gì mà bà Nghi nói là hoàn toàn chính xác. Ôi bà Năm Bóng một thời à, phải nói một thời hoàng kim. Lắm cách kiếm người tìm bà để được nên nót cuộc đời này. Màu giàu như ký sinh trùng, nói những lời ngọt tai. Đâu ai biết trước cụ thể ra làm sao, đâu ai biết trước bà ngã như thế nào. Những lời ngọt tai lúc xưa không còn nữa, lại cười há hê. Thế giới có 7 tỷ người nhưng có 14 tỷ khuôn mặt. Làm cái gì vậy, làm cái gì vậy, làm vậy coi được không? Cố gắng thời gian trôi qua, lúc niềm tin đã xóa nhòa. Buồn cho bà Năm Bóng,
làm cái gì vậy, 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 làm vậy coi được không, làm cái gì vậy, 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 làm vậy coi được không. Đang làm cái gì vậy hả bà, năm bóng còn tiếng còn thời, người người thầm ngóng hết thời, mọi thứ như là không chân thành, chắc chỉ có trong mộng, gọi nhau là bạn như chỉ chắc đã thân, kêu như hàng xóm như chỉ chắc đã gần, gặp nhau ý ới trước mặt thì dạ vâng, quay đi một cái lộ mặt giả nhân. Thế giới có 7 tỷ người, sao ai gặp năm thì cũng chỉ cười năm chảnh. Năm không hảo ai, nhưng năm được cái năm không thảo mai, năm ghét năm nói, năm thể hiện ra, năm buồn năm chửi cho đã miệng nha. Nhưng mà bên trong năm không phải vậy, đừng có đồn bậy, tội nghiệp bà năm.